Cả nhà ơi, lần trước á là cô có chia sẻ à, năm nay cô hơn 60 rồi, nhưng mà cô sắp đi qua nước ngoài thăm con gái là con trai của cô nè, nên là cô muốn đẹp hơn và con của cô thì cũng có nhu cầu là muốn cho cô được tươi trẻ hơn, cho nên là có khuyến khích cô ghé BB Thanh Mai để làm đẹp. Và hôm nay là ngoài sự mong đợi không cô? Ơi, Ngoài quá sức là sự tưởng mong tượng đợi luôn đúng con, không? đúng rồi, Tại quá vì tuyệt vời rồi. nếu như cả nhà mình mà thấy được cái like đầu tiên của cô về cái sự đổ cơ thì cả nhà sẽ thấy cô đổ cơ rất là nhiều luôn á. Thì hôm nay là con thấy cơ của cô rất là đẹp, rất là gọn luôn. Và con mời cô chia sẻ cái công nghệ Ultrabi mà cô đã làm về cái sự săn chắc nâng cơ cho cả nhà mình cùng nghe cô nhé. Thật sự là tôi là 64, 65 tuổi rồi. Tôi không nghĩ là mình nâng cơ mà được săn chắc mà được đẹp như thế này. Thật sự là một quá là tuyệt vời. Hả? Cái cơ này trước đây chỗ này nè nó chảy xệ nhưng mà giờ được tôi thấy nó săn chắc hẳn luôn cả hai bên gò má luôn. Hả? Chứ còn sáu mấy tuổi như vậy là quá chuẩn rồi, đòi hỏi gì hơn nữa mọi người. Nếu như mà cô sử dụng công nghệ Ultrabi với ở độ tuổi của mình như vậy nè, mà cô có được cái hiệu quả như vậy nha cả nhà, cô rất là hài lòng luôn. Và bên cạnh đó là cô còn cải thiện về cái bề mặt da nữa, cho nên là cô có sử dụng thêm công nghệ BAB với lại Super Super Nano đúng Nano, không bác? đúng rồi. Dạ, cái phác đồ này điều trị là do bác sĩ lên cho cô đấy ạ. À, ngoài công nghệ Ultra thì bác sĩ có lên cái phác đồ điều trị là làm Đúng BAB, làm rồi. Super Super. Nano để da của cô được khỏe hơn từ bên trong, được Đúng dày hơn và rồi. được những cái nếp nhăn cũng như là về cái độ căng bóng nữa tuyệt vời hơn. Cho nên là Đúng chắc là em sẽ xin bác rồi. chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả khi mà bác kết hợp cả ba công nghệ này lên một cái phác đồ điều trị cho cô bác nhé. À, chào cả nhà. Thực sự thì bác sĩ cũng chia sẻ với cả nhà đây là một cái ca điều trị mà bác sĩ thực sự rất là tâm đắc, bởi vì là thật ra là mình đồng hành cùng nhau cũng được hơn 6 tháng rồi đúng không cô Hà? Từ cái thời ngày đầu tiên mà mình gặp nhau thì cô nhớ lúc đó là cái cơ mặt của cô bị đổ rất là Nhiều nhiều. lắm. Đúng rồi, đồng thời cái rãnh của cô hai bên rất là sâu và lúc đó là thực sự bác sĩ cũng rất là về suy nghĩ và tìm những cái giải pháp nào tốt nhất cho cô. Và tới ngày hôm nay khi mà gặp lại cô với cái gương mặt này thì thật sự bác sĩ rất là vui. Thật sự là như vậy. Khi mà cái gương mặt của cô mọi người có thể nhìn rõ ha, đó thì cái viền hàm của cô rất là thon gọn ha, và đồng thời là cái vùng rãnh mũi má, cái vùng rãnh góc hàm này cải thiện rất là tốt, đồng thời những cái nếp nhăn nhỏ li ti vùng đuôi mắt và vùng trán của cô cũng đáp ứng điều trị rất là nhanh đó. Thì đối với cái trường hợp của cô á, bác sĩ đã lên một cái kế hoạch điều trị là từ cả bên trong và bên ngoài. Từ bên trong thì bác sĩ cũng hướng dẫn cho cô chế độ ăn uống cũng giống như là chăm sóc tại nhà cho cô. Và tại cái clinic BB Thanh Mai thì bác sĩ cũng thực hiện điều trị cho cô Ultherapy và kết hợp cả BAB và Super Nano để cô trẻ hóa đa tầng từ bên trong và cả bên ngoài. Thì hiện tại thì da mặt cô rất là căng bóng và mướt mát. À, cả nhà có thể nhìn rõ ha. Đó. Tuy nhiên đó là đối với những cái nếp nhăn thì chắc chắn là có chứ bác ha. Tại Đúng vì rồi. cô ở độ tuổi ngoài 60 rồi mà cả nhà, cho nên là nếu như cả nhà mình mà có được coi cái like đầu tiên của cô với bây giờ thì cả nhà sẽ thấy là một cái sự khác biệt rất là tuyệt vời luôn. Và hiện tại thì cô rất là hài lòng với những gì, với những công nghệ hiện đại mà BB Thanh Mai mang lại. Xin cảm ơn là thẩm mỹ viện BB Thanh Mai rất là nhiều. Thật sự là ngoài tưởng tượng, vì tôi đã là gần sắp sửa là U70 rồi. Bây giờ tôi cảm thấy là Dạ, cảm ơn sự hài lòng của cô. Và sự hài lòng của cô là một cái động lực để cho BB Thanh Mai ngày càng có được những cái công nghệ tốt hơn để chia sẻ cái đẹp đến cho nhiều người hơn và cái sự tự tin nữa cô ha. Con thấy cô vui lắm, con thấy cô tươi và trẻ hẳn luôn ấy. Rồi được đi chơi được đẹp mà có ai cũng vui Dạ, hết. bây giờ thì con sẽ mời cô nằm xuống để bác tiếp tục điều trị cho cô nha. Dạ, Cô vậy con mời cô nằm xuống nha. Dạ, con mời cô nằm xuống ạ. À, cả nhà mình ơi, phụ nữ lúc nào cũng là đẹp nhất, phụ nữ lúc nào cũng là những bông hoa xinh đẹp nhất của cuộc đời mình. Và hãy để cho BB Thanh Mai chăm sóc và giữ gìn vẻ đẹp cho những bông hoa ấy nhé. 1-800-6617 là nơi lưu giữ sắc đẹp cho cả nhà đấy ạ. Hãy nhấc máy lên và gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai, 1-800-6617 cả nhà nhé. Xin hẹn chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những cái buổi live tiếp theo ạ.